Xin chào tất cả các bạn thân mến, chào mừng các bạn lại đến với việc làm dụng cụ quay chậu. Ở clip nhỏ này mình sẽ khoan những cái lỗ để liên kết phần khuôn chính vào tay quay. Liên kết vào cánh tay đòn, mời các bạn chú ý theo dõi để sau video này các bạn có một ít ý tưởng mới cho việc tạo nên những cái khuôn đẹp như ý của các bạn. Chúng ta cần chuẩn bị máy khoan. Một mũi khoan 6 ly, một mũi khoan 8 ly, trước nhất chúng ta cần định vị độ lơi, độ nghiêng của khuôn chính, làm dấu, sau đó mới khoan những cái lỗ. Những cái lỗ này để liên kết tay quay, cánh tay đòn, với lưỡi dao chính, sau khi gắn kết phần khuôn chính và tay quay xong. Chúng ta lại khoan những cái lỗ để liên kết lưỡi dao phụ khuôn phụ vào phần khuôn chính để quay được cái lòng cắt. Phần khuôn phụ có thể tách ra làm hai phần, một phần để quay phần cắt ở đáy chậu. Phần kia để quay lòng cắt ở đường cong, phần đứng của chậu. Sau nữa các bạn có thể làm những phần để giúp cho cái chậu chúng ta có thể có được phần chân chậu. Phần này nếu các bạn không cần thiết thì khỏi làm, mình chỉ có vài điều như vậy để chia sẻ với các bạn trong phạm vi clip này, mong các bạn cố gắng từ từ hiểu ra và tạo nên những cái khuôn như ý. Mong rằng video này sẽ mang lại nhiều điều hữu ích cho các bạn thật sự muốn tìm hiểu trong vấn đề làm chậu, cầu mong các bạn sẽ nắm bắt được kỹ thuật này. Các bạn có câu hỏi hay thắc mắc cứ để lại lời nhắn, mình sẽ cố gắng giải đáp khi có thể. Cuối cùng mình xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý báu để xem video này. Kính chúc các bạn và gia đình luôn hạnh phúc vui vẻ, luôn gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Xin hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.
Xin kính chào các bạn. Mình sẽ nói kỹ hơn về cái khuôn quay, cái lưỡi dao quay của chúng ta. Đây, phần này là cái lưỡi để cái lưỡi chính như gắn với lưỡi phụ liên kết bằng hai bù lon 6 ly. Còn cái này là một cái miếng ton mỏng khác. Hai cái lưỡi này để quay cái lồng cát. Khi gỡ những lưỡi phụ này rồi quay chế xi măng lên thì chúng ta sẽ được cái khuôn như vậy. Sẽ được cái phần xi măng như vậy, phần thạch xi măng như vậy. Đây, những hai cái lưỡi cát này nó rời với nhau, lưỡi này nó nằm chỉ là một miếng thiết, thiết nằm ngang. Đây, miếng thiết này để quay cái cát của phần đá chậu, còn miếng này để quay cát của phần đường cong này, đường cong của chậu, phần đứng, phần ngang và phần đứng. Còn cái lưỡi này, hai cái lưỡi này là để cho cái chậu của chúng ta có được cái chân chậu. Ví dụ như nó nằm đây thì khi mà sử dụng những kích thước lưỡi ở vị trí này thì nó sẽ được phần chân chậu như vậy. Ta dời vào đây thì cái lưỡi chân chậu nó nhỏ lại. Và khi cái lưỡi chúng ta dời vào đây thì sử dụng gỡ cái tấm này ra và sử dụng cái tấm nhỏ này sẽ được cái phần chân chậu ở trong đây. Giờ vô nữa thì nó sẽ được chân chậu nhỏ lại, quay được khuôn này thì quay được chậu 4 5 6 7 8 chậu chính. Cái lưỡi này thì chiều cao là 2 tấc mốt, được cái chậu là cao 2 tấc mốt. Bạn nhớ quát cạnh luôn cái cạnh này, quát chút hơi lại thôi để cho quay cái đường chân chậu này, một cái đáy nó được cũng láng mịn. Nếu không cần thiết láng mịn cái phần này thì các bạn cũng chỉ khỏi cần làm cho nó lại cũng được. Những này là bù lon 6 ly để liên kết cái tấm thiếp quay lồng cát của cái phần đá chậu với cái khuôn, với cái trục, cái tay quay của chúng ta. Thì nó cũng cấu tạo giống như những cái trục quay bình thường thôi, cũng gồm cái chụp quay, cái tai quay, cái lưỡi lưỡi chính và lưỡi phụ. Nhưng mà hai cái lưỡi phụ này chúng ta sẽ làm rời rời ra. Phần lưỡi phụ thì để quay cái lồng cát của phần đá chậu, còn một phần thì để quay cái lồng, cái phần cát của cái phần đứng. Phần này thì khi tháo cái phần này ra, phần này không có tháo ra, phần này giữ yên, giữ nguyên để tạo ra có cái chậu, chúng ta có được cái chân. Và các bạn không có muốn cái, không có cần thiết xài cái chân chậu này thì có thể tháo bỏ luôn miếng này, tháo bỏ luôn cái tấm này, hoặc không cần làm tấm này.
nhỏ này để khi mà chúng ta dời cái lưỡi dao chính này vào để thay đổi những kích thước nhỏ thì chúng ta gắn cái miếng nhỏ này vào, tháo miếng này ra, gắn vào đây sẽ được cái chân tới đây hoặc tới đây. Hoặc xuyên nữa thì chúng ta có thể làm những cái mỗi cái phần miếng riêng, miếng nhỏ riêng để tạo ra những cái chân riêng. Đây mình chỉ làm hai cái để cho chỉ hai cái mà thôi. Các bạn có thể làm nhiều hơn cho mỗi kích thước chậu. Chỉ có vài điều lưu ý vậy thôi. Mong rằng cái video này sẽ mang lại nhiều điều hữu ích, gợi nên những cái ý tưởng cho các bạn để có ý tưởng để làm nên những bộ khuôn, để quay nên những cái chậu theo ý tưởng của các bạn. Kính chúc các bạn thành công. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình. Tạm biệt các bạn. Olá, queridos amigos, bem-vindos de volta a fazer panelas e frigideiras. Neste pequeno clipe, farei furos para conectar o molde principal à manivela, conectando ao braço do braço, por favor. Preste atenção ao acompanhamento para que, após este vídeo, você tenha algumas novas ideias para criar moldes bonitos como o seu. Precisamos preparar a broca, um broca 6 li, um broca 8 li. Primeiro precisamos localizar o comprimento, a inclinação do molde principal, fazer a marca, depois perfurar os buracos, esses furos para ligar a manivela, o braço do braço, à lâmina principal. Após a montagem do molde principal e do volante, perfuremos os furos para conectar a lâmina auxiliar, molde auxiliar, ao molde principal para girar o leito de areia. O molde auxiliar pode ser dividido em duas partes, uma parte para girar a areia no fundo da panela, a outra para girar a areia na curva, a parte vertical da panela, depois disso. Você pode fazer as partes para ajudar o pote. Podemos obter a parte pélvica, esta parte, se você não precisa fazê-lo. Eu só tenho algumas coisas para compartilhar com vocês nesta faixa de clipes. Por favor, tente entender lentamente e criar o molde desejado. Espero que este vídeo traga muitas coisas úteis para você realmente querer aprender sobre o problema de fazer potes. Espero que você entenda essa técnica no Brasil. Se tiver alguma pergunta ou dúvida, deixe uma mensagem. Vou tentar responder quando puder. Por fim, gostaria de agradecer a você por assistir a este vídeo. Desejo a você e sua família felicidade e felicidade, sempre colhendo muitos sucessos na vida. Por favor, marque uma hora para buscá-lo nos próximos vídeos. Hello all dear friends, welcome back to Making Pots and Pans. In this small clip, I will drill holes to connect the main mold to the crank connecting to the arm. Please pay attention to follow up so that after this video, you have some new ideas for creating beautiful molds like yours. We need to prepare the drill, one drill 6 li, one drill 8 li. First, we need to locate the length, the tilt of the main mold, make the mark, then drill the holes, these holes to link the crank, the arm, to the main blade. After mounting the main mold and the hand wheel, we drill the holes to connect the auxiliary blade, auxiliary mold, to the main mold to turn the sand bed. The auxiliary mold can be split into two parts, one part to spin the sand at the bottom of the pot, the other to spin the sand in the curve, the vertical part of the pot.
Later you can do the parts to help the pot. We can get the pelvic part. This part if you do not need to do it. I only have a few such things to share with you guys in this clip range. Please try to slowly understand and create the desired mold. I hope this video will bring many useful things for you really want to learn about the problem of making pots. I hope you will understand this technique in Brazil. If you have any questions, leave a message. I will try to answer when I can. Finally, I would like to thank you for taking the time to watch this video. I wish you and your family happiness and happiness, always reaping many successes in life. Please see you again in the next videos.